Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Văn Định. Trước đây thì mình đã bị tiểu đường rất là nhiều năm rồi, từ năm 31 tuổi cơ là mình đã bị tiểu đường. Đấy, trong thời gian rất là trẻ và mình cái thời điểm đấy là mình bị tiểu đường mà máy còn không đo được, tức là nó trên 25 chấm mà gần như là máy bệnh viện thì nó không đo được. Đấy, nó rất là nặng và tất cả những cơ quan nội tạng của mình gần như là đều có vấn đề. Thì mình lâu nay trong vòng hiện tại thì mình đã bước sang tuổi 38, 39 tuổi rồi, tức là gần 40 tuổi rồi. Mình chống chọi với nó khoảng 7-8 năm rồi. Và mình thì thực sự là các bạn, là mình luôn luôn đi tìm giải pháp cho căn bệnh tiểu đường này. Đấy, trước đây thì sử dụng chế độ ăn này, vận động này và duy trì thuốc tây. Đấy, nhưng mà mình duy trì thuốc tây một thời gian ấy thì nó sẽ biến chứng sang huyết áp, tim mạch, tim đập nhanh và huyết áp và rất là nhiều những cơ quan nội tạng khác. Đấy, mình thấy nếu mà mình còn ít tuổi như này mà mình theo cái thằng thuốc tây ấy, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến những cơ quan nội tạng. Đấy, mà đằng nào thì mình cũng phải chết. Đấy, cho nên là mình đi tìm rất là nhiều những giải pháp hỗ trợ khác nhau. Đấy, từ cây cỏ, từ tất cả những bài thuốc dân gian của Việt Nam. Đấy, nhưng mà nó cũng không hiệu quả. Rồi đến cả tất cả những thực phẩm chức năng qua thì mình đều sử dụng. Ví dụ như là đầu tiên là mình được người bạn giới thiệu bên Juliet này. Đấy, cái sản phẩm Juliet thì sơ ấy, rồi là sản phẩm Min, rồi là sản phẩm Blue. Đấy, rất chi phí thì rất là nhiều. Hàng cán thì rơi vào khoảng 7 đến 10 triệu thôi. Đấy, 7 đến 10 triệu thôi, nhưng mà gần như là nó cũng không giải quyết được cái vấn đề cho mình. Nó chỉ có khoảng 30% thôi. Đấy, mà mình không sử dụng thuốc tây thì cũng không được. Sau đó thì mình sang những cái phác đồ khác, ví dụ bên Nuskin, những cái sản phẩm TL90 mà nó khoảng 36 triệu, và uống phụ thêm những cái sản phẩm G2 ấy, nó rơi vào khoảng 40 triệu một điều chỉnh, tức là 3 tháng theo cái chế độ đấy thì người nó cũng khỏe lên thôi, nhưng cái bệnh lý của mình thì nó cũng gọi là đỡ đấy, chứ nó cũng, tức là nó chỉ cũng chỉ được khoảng 30-40% thôi. Sau đó thì mình sang Herbalife, rồi sang bên Unisti. Đấy, thì những cái bên đấy thì mình phải có chế độ ăn, chế độ vận động đấy, hợp lý, tức là mình phải có giờ giấc, ăn uống đủ dinh dưỡng này, đủ kilo calo, rất là nhiều những thứ khác nó ràng buộc, nhưng mà gần như là cũng không phải là cái giải pháp, tại vì cơ địa của mình cũng không thích ứng được, nó cũng chỉ khoảng 30-40% thôi. Đấy, đấy các bạn. Và trong cái mình có cái cơ duyên để biết đến CVG, trước đây thì mình cũng biết khá là lâu rồi, nhưng mà gần như là không có ai có tư vấn cho mình một cách triệt để về cái sản phẩm trong CVG. Đấy, và hiện tại thì mình có nhân duyên với nó là khoảng 1.5 tháng. Thì trong 1.5 tháng này ấy, mình đã uống cái phác đồ theo phác đồ tiểu đường trong CVG, thì mình thấy nó hiệu quả, nó thay đổi từng ngày luôn. Và đến cái thời gian là gần 2 tháng, đến cái thời điểm hiện tại thì cái chỉ số đường huyết của mình ấy, từ trên 10 chấm nó chỉ xuống có dưới 6 thôi. Đấy, tức là dưới 6 và cái cơ thể của mình nó buổi sáng dậy ra nó không mệt mỏi. Đấy, tức trước đây thì nó rất là đói, tức là cái thời gian mà sáng mà chưa ăn ấy là đói cồn cào không chịu được luôn. Đấy, cái thứ hai nữa là tầm trưa và tầm chiều ấy, 11 giờ đến 4-5 giờ chiều là gần như cái cơ thể của mình nó không chịu được. Nhưng hiện tại ấy, là cái chỉ số của mình nó xuống, nhưng đồng thời nó lại không có cái vấn đề là bị đói cồn cào ấy nữa. Đấy, đấy, ở đây nhá, mình có thể mình thí nghiệm cho các bạn xem là buổi sáng, tất cả buổi sáng, và mình bây giờ mình hoàn toàn mình không sử dụng thuốc tây nữa các bạn nhé. Đấy, là mình có cái máy tiểu đường riêng của mình. Đấy, đây là cái máy tiểu đường riêng của mình. Đấy, và mình gần như là mình tuổi còn rất là trẻ, cho nên là mình rất là chủ động trong cái vấn đề là mình kiểm tra đường huyết thường xuyên. Đấy, hay thì các bạn nếu mà bị tiểu đường ấy, hay là gia đình bị tiểu đường ấy, đấy, mình rất là không may mắn, tại vì bị cái tiểu đường rất là sớm các bạn nhé. Đấy, đấy các bạn nhìn nhá, đây nhá, đây là 6.0 nhá. Đấy, các bạn nhìn hơi ngược một chút nhưng mà đây là 6.0. đấy 6.0. đấy, mình không biết là mình ấy, đây là nó chỉ tiểu đường của mình nó chỉ dưới 6 và 6 chấm. Đấy, thì rất là vô cùng happy luôn. Đấy, tại vì là bây giờ mà tầm tiểu đường mà không sử dụng thuốc tây mà chỉ số như này là quá tuyệt vời. Đấy là mình đang sử dụng có 1.5 tháng đấy. Đấy, 1.5 tháng đến gần 2 tháng đấy. Đấy, tức là nó rơi vào khoảng 1 tháng 20 ngày các bạn ạ. Đấy, thì anh chị em nào mà có nhân duyên với mấy bên CVG, đấy, thì anh chị em nên sử dụng cái dòng sản phẩm bên này, nó có tác dụng gần như là mình thấy là nó thay đổi từng ngày luôn. Đấy, cảm ơn các bạn nhé.